Vâng, hiện tại nó bây giờ là 12 giờ trưa ngày 17 tháng 9 năm 2019. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Trên màn hình quý vị hiện tại là một bộ sập Ngũ Phúc. Thì chiếc sập Ngũ Phúc này chúng tôi đã hoàn thiện và làm theo đơn đặt hàng của anh Hùng tại Hà Hòa, Phú Thọ. Chiếc sập này thì tôi xin giới thiệu một thông số chi tiết như sau. Nó có kích thước là 1m8 x 2m, dạ dày trước là 10, dạ ngang là 8, chân 24. Chất liệu là 100% là gỗ gụ. Thì đây là tổng thể chiếc sập đây. Tổng thể chiếc sập Ngũ Phúc 1m8 đây, quý vị có thể thấy chúng tôi là vừa hoàn thiện xong. Đi vào chi tiết hơn thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho mọi người xem. Đây là phần chân trước. Chân trước là được đục tùng lọc rất là đẹp. Đây là tùng lọc và cây tùng đậu trên một mỏm đá này. Phía trên là có rơi này, 5 con rơi là Ngũ Phúc này. Đi chi tiết hơn vào phần dạ đây, để có thấy được những nghe đục chạm vào những chú sóc này rất là sắc nét và đẹp, rất là có hồn như chú sóc thật luôn. Kinh bằng. Anh Hùng, anh khách hàng đặt chiếc sập này hiện tại anh đang sinh sống và làm việc tại bên nước ngoài, Đài Loan. Thì rất tin tưởng ủng hộ. Hôm trước anh đã mua bàn ghế cũng như kệ tivi rồi, nay anh lại tiếp tục đặt chúng tôi một chiếc sập nữa. Rất là đẹp, hoa được đục chạm rất là sắc nét. Có video mộc thì tôi đã gửi lúc còn là chiếc sạp vẫn còn mộc chưa sơn cho anh rồi. Gỗ lạt thì cũng là rất là đẹp. Hai chú sóc bên này đây. Những phần triện này được gọt tỉa rất là kỹ, rất là kỹ càng. Đấy, thì lướt qua một lượt dạ cho quý vị xem ở đây. Đây là phần dạ ngang bên phải nhé. Ngang bên phải. Còn đây là phần ván mặt. Sản phẩm này thì là có mặt 2 lá. Mặt này kích thước là 1m8 nhân với 2m. Đây thì có thể là tuy rằng sơn rồi nhưng mà nó vẫn thể hiện rõ cái vân gỗ gỗ đây. Cái tôm gỗ. Tôm gỗ gỗ. Rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Tiếp theo là phần dạ ngang bên trái. Đó là tổng thể chiếc sập của anh Hùng tại Hạ Hòa. Thì mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với xưởng đồ gỗ Tùng Tám theo số hoặc là 0987 51086, cơ sở có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ nhé. Đây, video trước là tôi đang quay trực tiếp tại phía sân trước của xưởng sản xuất chúng tôi. Là có một số bộ ghế Minh Quốc Đào và bộ bình của các khách hàng đây. Ở phía trong này cũng có một anh khách hàng đang đến để đặt hàng chúng tôi. Tôi sẽ lướt qua một lần nữa toàn thể sản phẩm cho khách hàng xem, như là anh Hùng có thể xem được. Rất là đẹp. Tôi sẽ để thêm một số hình ảnh chi tiết hơn của sản phẩm này bên dưới phần link mô tả video. Quý vị có thể click vào website đồ gỗ Tùng Tám.com thì để xem được hình ảnh chi tiết hơn, chúng tôi để trong đó. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác nhé.